Xin chào anh Quách Hoàng Tôn, anh Quang, anh Nguyễn Hoàng Nam và xin chào tất cả các bạn. Hôm nay em test hàng bao gồm 3 anh. Thì đặt hàng bên em là mic không dây, màu vàng gold này, màu đen này, màu tím hồng này. Ok, thì đầu tiên em sẽ test hàng cho anh Quách Hoàng Tôn, anh ở Kiên Giang. Anh có đặt hàng bên em là một mic không dây, màu vàng gold, chạy pin 18650. Giá một cái mic này là 385.000 cho một tay mic và một mạch thu. Thì bên em tặng kèm một jack kết nối tín hiệu 5 chân. Ok, bây giờ em sẽ kết nối mạch loa, mạch mic để em test hàng cho anh. Và đối với cái mic này thì là mic loại một mic thôi, không có loại hai mic, và có thể thay đổi được tần số. Ví dụ như ở gần nhà mình có một cái nhà khác cũng có cái mic như thế này thì chúng ta có thể thay đổi được để không bị trùng tần số với nhà đó. Ok, bây giờ sẽ bật mic lên. Nếu bạn nào có nhu cầu mua hàng, xin hãy truy cập vào link kệ 759.vn hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại Zalo trên tiêu đề video. Thì bây giờ em sẽ set tần số ở đây. Đây có cái nút set đây. Thì em sẽ bấm thì bây giờ nút xanh nó sẽ nháy. Đó. Và ở trên màn hình đây thì bóng cũng sẽ nhảy. Cái đèn led cũng sẽ nhảy. Ok. Một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười. Alo. Ok, như vậy là bộ một mic này của anh hoạt động rất tốt. Bây giờ sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi hàng cho anh. Còn cách kết nối của cái bộ mạch thu này thì cũng rất đơn giản thôi. Và khi anh nhận hàng chỗ nào anh không rõ đấu nối, anh có thể liên hệ bên em để bên em hỗ trợ anh cách đấu nối. Ok, đây là ký hiệu của ở trên mic của anh Quách Hoàng Tôn ở Kiên Giang. Ok, và tiếp tục em sẽ test hàng cho anh Quang, anh ở thị xã Bến Cát, Bình Dương. Anh Quang có đặt hàng bên em là thứ nhất là hai bộ mic màu tím hồng loại hai mic và một mạch chỉnh âm sắc 12V đôi V2, giá là 130.000. Thì ở cái mạch âm sắc này thì bên em đã test hàng rồi, thì trong video này sẽ không test ở đây. Ok, cái mạch này là 130.000 và cũng không đi kèm, thứ nhất này không đi kèm núm vặn và không có dây jack kết nối gì hết, vì trên mạch cũng chỉ có một cái dây jack 5 chân kết nối tín hiệu đầu vào và kết nối nguồn cho mạch. Và cái mạch là mạch mono nhé, không phải là mạch stereo đâu ạ. Ok, thì anh có đặt hàng là hai bộ mic màu tím hồng. Thì bây giờ em sẽ test một bộ trước, từng bộ một. Đây, em sẽ test một bộ này. Thì bên em sẽ tặng kèm đấy là hai jack kết nối tín hiệu 5 chân để cho anh kết nối tín hiệu cho mạch thu và mic. Và cái mic màu tím hồng này thì sử dụng pin 2A và còn gọi là pin con thỏ đấy ạ. Và cái loại mic này thì tần số cố định, không thể thay đổi được tần số, mà cũng là dùng sóng UHF. Ok, như vậy là hai màn hình led ở trên mic đã sáng, đồng nghĩa với đấy là hai bóng hình led ở mạch cũng đã sáng rồi. Em sẽ tắt cái mic đi, test hàng cho anh. Còn một bóng sáng. Alo. 1 2 3 4. Alo. Ok, như vậy một mic hoạt động rất tốt. Tiếp tục em sẽ test mic còn lại và cũng một bóng sáng. Alo. 1 2 3 4 5 6 7. Alo. Ok, như vậy hai mic hoạt động rất tốt. Okay. Em sẽ đánh dấu là bộ mic 01 này. Đây. Đây là bộ mic thứ nhất của anh, 01.
giờ này. Tiếp tục em sẽ test đến bộ thứ hai của anh, cũng là bộ màu tím hồng. Loại này là 545.000 cho một bộ màu tím hồng. Ok, như vậy màn hình LED trên mic đã sáng. Đồng nghĩa với đấy là hai màn hình LED ở mặt đã sáng. Sẽ tắt mic đi. Alo, alo, alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo, alo, alo. Ok, như vậy một mic chạy rất ok. Alo, 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 alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Alo. Ok, như vậy là hai mic hoạt động rất tốt. Và đây là bộ mic số 2 của anh. Đây là mic thu và hai tay mic. Ok. Và tiếp đến em sẽ test hàng cho anh Nguyễn Hoàng Nam, anh ở Bạc Liêu. Anh có đặt hàng bên em là bộ hai mic màu đen. Thì cái loại hai mic màu đen này thì giá là 500.000 cho một bộ hai tay mic. Vì thứ nhất là nó rẻ hơn cái hai cái bộ tím hồng này, là do là cái này sử dụng gỗ bằng nhựa, cái này là bằng nhôm. Còn về cấu tạo bên trong thì cũng như nhau cả thôi, không khác gì hết, cũng đều là mạch thu dành cho hai mic và đầu thu cũng như thế. Đây, em sẽ bật mic lên này và bây giờ em sẽ kết nối nguồn cho mạch đó. Bây giờ là hai màn hình LED trên mic đã sáng và đồng nghĩa với đấy hai màn hình LED mạch đã sáng. Sẽ tắt mic đi. Alo, 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 alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, như vậy mình biết hoạt động rất tốt. Alo, 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 alo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ok, vậy hai mic cũng rất tốt. Đây là ký hiệu trên bộ sản phẩm hai mic màu đen của anh. Và ok, xin cảm ơn ba anh đã luôn tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Và xin cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn lại các bạn ở những video khách hàng kế tiếp. Chào tạm biệt.